Quý vị và các bạn đã quay trở lại với miền Trung VN. Hôm nay mình tiếp tục quay cận cảnh, giới thiệu cho quý vị và các bạn biết cách thay cho chiếc điện thoại Samsung A10s. Trên tay mình đây là chiếc điện thoại Samsung A10s. Hiện cái máy này viên pin nó đã bị phồng, nó không còn chứa được pin nữa, cho nên giờ cái máy nó cứ lên và nó thì như thế này đây các bạn. Đó. Ở bên cạnh viền máy thì nó hở cái đường viền rời khỏi cái màn hình nữa các bạn. Cái sườn, cái nắp lưng sau nó bị hở viền các bạn. Đấy. Ở đây là cái biểu hiện của viên pin bị phồng đó các bạn. Hôm nay qua video mình giới thiệu cho các bạn biết cái cách để mà tháo máy và thay viên pin này. Đấy. Qua video thì các bạn thấy hay, thấy hữu ích thì hãy nhớ nhấn đăng ký, nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình. Và cũng qua video thì mình xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm và theo dõi và đồng hành cùng miền Trung VN. Bây giờ mình thực hiện tháo máy và thay cho cái chiếc điện thoại Samsung A10s này một viên pin mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nó hở ra rồi thì mình cứ việc mình tắt theo cái đường hở của máy nè các bạn. Nhớ lấy khay sim ra trước nha các bạn. Cái máy A10s này thì các bạn từ từ hãy lấy cái nắp ra khỏi cái thân máy nha. Vì ở đây nó có một cái dây cáp của cái vân tay nè các bạn. Phím vân tay đằng sau nè. Đây. Ở đây thì xúc két nó nằm ở đây thì mình tách nó ra nha các bạn. Đó. Vậy thì mình đã lấy được cái nắp sau của thân máy ra khỏi cái máy nha các bạn. Đây là viên pin của thân của máy nè. Đó thì các bạn thấy viên pin này nó đã bị phồng lên rất là dày. Cái pin nó phồng lên như vậy mà mình cố tình mình sử dụng thêm thời gian dài thì có thể nó gây ra cháy nổ nha các bạn. Khi mà pin phồng có biểu hiện bị pin phồng và hở cái sườn ra thì các bạn nên thay pin, không nên sử dụng rán để xảy ra nguy hiểm. Thì bây giờ mình lấy viên pin ra khỏi thân máy thì mình phải tháo ba con ốc này ra khỏi cái thân máy này các bạn. Mình lấy cái nẹp bảo hiểm của những cái xúc két nha các bạn. Ở đây mình thay viên pin thì mình chỉ quan tâm tới cái chấu pin thôi, cái socket của pin thôi. Đây, cái cáp của pin nó chạy vào đây. Đây là socket pin, mình gỡ nó ra. Đó, như thế. Và mình sử dụng cái nhíp vạch mỏng mỏng để mình tách cái viên pin ra khỏi thân máy này các bạn. Đây là viên pin nó bị phồng, các bạn thấy viên pin nó phồng ạ. Phòng nó dậy lên. Pin phòng thì mình bỏ qua một bên. Ở đây mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái viên pin cho chiếc điện thoại này. Viên pin mới này các bạn. Đây là viên pin mình đã chuẩn bị sẵn. Thì cũng như những cái máy khác thôi. Mình lấy pin tách pin cũ ra khỏi cái thân máy rồi thì bây giờ mình bỏ cái viên pin mới vào đây. Nhưng mà các bạn nhớ hãy cho nó một ít keo để cho nó dính với lại cái thân máy, cho cái viên pin nó khỏi bị sục xà sục sạch. Khi mình sử dụng pin nó bị lỏng thì có thể nó gây ra hư cái cáp pin nha các bạn. Ở đây nó có cái cáp pin thì có thể pin nó không cố định thì nó sẽ bị hư cái chấu pin đó. Mình úp viên pin mới vào đây. Mình gắn cái socket pin vào nha các bạn, chấu pin vào với cái thân máy. Để cho nó ngay rồi mình đè nó sập xuống. Tiếp theo thì mình kiểm tra nút nguồn để khởi động máy để coi thử viên pin mình gắn đã chuẩn chưa nha các bạn. Máy đã khởi động, đang chuẩn khởi động lên nguồn nha các bạn. Trong quá trình máy khởi động thì mình tiếp tục bắt cái nẹp bảo hiểm
tất cả những cái socket vào các bạn nha. Như thế thì mình đã bắt xong những con ốc cho những cái bảo hiểm, những cái socket nha các bạn. Mình tiếp tục bước cuối cùng là mình gắn cái socket của cái kính vân tay nha các bạn. Gắn nó vào đây. Mình úp gọn cái nắp của cái sau của thanh máy vào nha các bạn. Đó. Bây giờ mình thay viên pin mới cho cái máy rồi thì những cái đường viền và cái nắp sau của cái thân máy nó đã khít nè các bạn. Khít đều ha. Rất là đẹp nha các bạn. Không còn bị hở như viên pin cũ nữa. Qua đây mình đã giới thiệu cho các bạn biết cái cách để mà thay cho chiếc điện thoại Samsung A10s này một viên pin mới. Mình tới đây xin được phép kết thúc. Xin chúc quý vị và các bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời, thành công. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.